Kính chào quý vị và các đồng chí. Chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân kỳ này sẽ phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị hải quân trong phần thông tin từ đất liền đến đảo xa. Mục người chiến sĩ hải quân hôm nay có phóng sự rộn ràng ngày bầu cử ở quân chủng hải quân. Sau đây, kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi nội dung chương trình. Hà Nội và 40 điểm cầu truyền hình trực tuyến trong toàn quân, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 CTTU ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ quân đội và toàn quân. Sau 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị, chỉ thị 87 ngày 8 tháng 7 năm 2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy tổ chức đảng trong Đảng bộ quân đội và toàn quân đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều kết quả quan trọng, tổ chức triển khai, thực hiện với nhiều biện pháp, mô hình, cách làm sáng tạo hiệu quả. Cán bộ đảng viên và quần chúng có nhận thức sâu sắc, tinh thần trách nhiệm cao, tự giác học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nêu cao tinh thần, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân, làm sáng đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Tại Hải Phòng, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân làm trưởng đoàn đã đến thăm và kiểm tra Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân, nhà máy X-28, X-46, Cục Kỹ thuật Hải quân. Tại Lữ đoàn Công binh 131, đoàn đã kiểm tra doanh trại, công tác huấn luyện chiến sĩ mới. Đồng chí Tư lệnh Hải quân yêu cầu trong thời gian tới, lãnh đạo, chỉ huy lữ đoàn cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ luật trong mọi hoạt động, quản lý và nắm chắc tình hình tư tưởng, đề ra biện pháp phòng chống say nắng cho bộ đội khi huấn luyện, kết hợp giữa huấn luyện với phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Kiểm tra nhà máy X-28, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm ghi nhận và biểu dương kết quả công tác của nhà máy, nhất là việc thực hiện chức năng tuyến cuối trong bảo đảm vũ khí dưới nước cho quân chủng. Nhà máy hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật và tổ chức đội sửa chữa cơ động để sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí cho các đơn vị. Kết luận buổi kiểm tra tại nhà máy X-46, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đề nghị chỉ huy nhà máy quan tâm và có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm đời sống của cán bộ, công nhân viên và người lao động của đơn vị. Nhà máy cần đề ra chủ trương nhằm bảo đảm an toàn trong sản xuất, cần sắp xếp tổ chức, biên chế bảo đảm theo hướng, tinh, gọn, mạnh, xây dựng đơn vị chính quy, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ chuyên môn. Trước tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, Quân chủng Hải quân đã chấp hành nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp. Ban chỉ đạo phòng chống dịch quân chủng đã triển khai một số biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho các cơ quan đơn vị. Các cơ quan đơn vị trong quân chủng thực hiện cấm trại và không giải quyết đi phép tranh thủ đối với các đối tượng, tổ chức khai báo y tế cho tất cả cán bộ chiến sĩ, người lao động trở về đơn vị, đi về từ các địa phương có dịch, tiến hành xét nghiệm sàng lọc, phân loại và cách ly, theo dõi sức khỏe quân nhân có triệu chứng và yếu tố dịch tễ liên quan đến COVID-19. Tuyên truyền cho bộ đội không chủ quan, lơ là chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch, đặc biệt là quy định 5K của Bộ Y tế. Quân chủng Hải quân tiến hành tiêm vaccine cho lực lượng tham dự hội thao quân sự Army Game 2021 và cán bộ chiến sĩ vùng 5. Các đơn vị huấn luyện xây dựng kế hoạch, tổ chức chặt chẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các quy định phòng chống dịch không chỉ áp dụng với tất cả cán bộ chiến sĩ trong đơn vị mà còn với mọi đối tượng có công việc ra vào đơn vị nhằm đảm bảo cho công tác huấn luyện, học tập năm 2021. Tàu đổ bộ INS Erawat của Hải quân Ấn Độ do Đại tá PK Muniswamy, thuyền trưởng làm trưởng đoàn cùng 170 sĩ quan, thủy thủ đoàn đã cập cảng Nhà Rồng, thành phố Hồ Chí Minh để tiếp nhận hàng viện trợ phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ Việt Nam và một số tổ chức doanh nghiệp quyên tặng. Việc trao tặng hàng hóa viện trợ phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ Việt Nam và các tổ chức doanh nghiệp cho Ấn Độ lần này thể hiện tinh thần nhân đạo, tình cảm tốt đẹp, quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Thờ ủy quyền của Bộ Tư lệnh Hải quân,
Tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã bàn giao trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tặng Hải quân Hoàng gia Campuchia. Số trang thiết bị là quà tặng của Hải quân Nhân dân Việt Nam, gồm 2 máy khử khuẩn có động cơ, 10 bình phun phòng dịch chạy bằng ắc quy, 100.000 khẩu trang y tế 3 lớp, 500kg chloramin B và 1.000 chai nước sát khuẩn tay loại 500ml. Đại diện của Hải quân Hoàng gia Campuchia cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Đây tiếp tục là minh chứng thể hiện tình hữu nghị tốt đẹp giữa Hải quân, quân đội và nhân dân hai nước. Dịp này, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cũng trao 10.000 khẩu trang y tế tặng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Hòa chung với ngày hội toàn dân trên mọi miền của Tổ quốc, ngày 23 tháng 5, các cử tri hải quân từ đất liền đến đảo xa đã nô nức phấn khởi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo ghi nhận của phóng viên, các điểm bầu cử đều diễn ra trang nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao và đúng luật. Ở thị trấn Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, năm nay, các cử tri lần đầu tiên được bầu cử cùng ngày với đất liền sau 46 năm ngày Trường Sa được giải phóng. Đây cũng là một điểm cầu truyền hình trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam. Trong không khí rộn ràng, rực rỡ sắc cờ, hoa của ngày hội toàn dân ở nơi đảo xa, các hộ gia đình trên đảo cũng dậy sớm hơn ngày thường để chuẩn bị cho mình bộ trang phục đẹp nhất để đi bầu cử. Tại Âu Tàu Trường Sa, những ngư dân cử tri vãng lai được cán bộ, chiến sĩ hải quân tận tình hướng dẫn thực hiện quyền bầu cử của mình. Các điểm bỏ phiếu của các nhà giàn JK1 và các tàu trực trên thềm lục địa phía Nam thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cách xa nhau nên công tác bầu cử gặp nhiều khó khăn, thời gian tổ chức bỏ phiếu dài. Vùng 2 Hải quân đã thành lập đoàn công tác và sau 16 ngày hải trình, các tàu đã hoàn thành nhiệm vụ mang các thùng phiếu bầu cử đến các nhà giàn, tàu trực trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc để đưa vào đất liền an toàn với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Các cử tri là quân nhân thuộc vùng 1, vùng 3, vùng 5 hải quân, công tác trên các đài, trạm và cán bộ chiến sĩ trên các tàu trực đang thực hiện nhiệm vụ tại vùng biển cùng với nhân dân cũng đã được tiến hành bầu cử sớm, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, hòa chung vào không khí phấn khởi của ngày hội non sông. Những lá phiếu bầu giữa trùng khơi cùng với những lá phiếu trong ngày hội bầu cử của cử tri cả nước sẽ lựa chọn ra những đại biểu ưu tú, đủ đức, đủ tài, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, đóng góp tài năng, trí tuệ của mình cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Sáng ngày 23 tháng 5, các đơn vị hải quân đồng loạt tổ chức bầu cử. Cùng với đó, các đơn vị duy trì các phiên trực, ca trực để nắm chắc tình hình trên không, trên biển, thuộc phạm vi quản lý, báo cáo kịp thời các tình huống phát sinh theo phân cấp. Chỉ huy đơn vị điều hành bộ đội luân phiên, thay phiên đi bầu cử. 100% cử tri thuộc quân chủng hải quân đã đi bầu cử bảo đảm đúng luật, an toàn. Ngày hội toàn dân năm nay diễn ra trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Bằng sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị nói chung, các đơn vị hải quân nói riêng đã chủ động phòng chống dịch, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử. Trong những ngày qua, dịch COVID-19 tại nhiều nước ở Đông Nam Á và ở nước ta diễn biến hết sức phức tạp. Vùng 5 Hải quân đã chủ động, kịp thời phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, tăng cường tuần tra, kiểm soát các phương tiện, tàu cá có hải trình và biểu hiện khả nghi để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trên vùng biển Tây Nam. Ngoài các tàu xuồng trực tiếp rà soát trên mặt biển, vùng 5 Hải quân hiện đang duy trì quan sát 24/24 tại các trạm radar. Tất cả những dịch chuyển có dấu hiệu đi ngang biên giới biển đều được thông báo đến lực lượng đang thường trực trên các tàu để tổ chức tuần tra kiểm soát kịp thời, không để lọt mục tiêu khả nghi.
vùng 5 Hải quân là cơ quan thường xuyên có các hoạt động trao đổi với Hải quân Thái Lan, Campuchia trên đường dây nóng 2 chiều. Những đường dây nóng này cũng được khai thác để mỗi bên nắm thông tin, kiểm soát các tàu có ý định vượt biên trái phép bằng đường biển vào Việt Nam ngay từ nguồn tin ban đầu. Hiện nay, tính chất và nguy cơ xâm nhập nguồn lây lan dịch COVID-19 qua khu vực biên giới biển Kiên Giang, Campuchia được xác định ở cấp độ nguy hiểm. Do đó, việc tăng cường các lực lượng, phương tiện tuần tra, trực chốt cũng như duy trì các kênh liên lạc của Hải quân là rất cần thiết. Để chuẩn bị tham gia hội thao tàu tại Hội thao quân sự quốc tế 2021 diễn ra tại Liên bang Nga, biên đội tàu 015 Trần Hưng Đạo và tàu 016 Quang Trung, lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân đã tích cực luyện tập, nâng cao kỹ năng trong từng phần thi, quyết tâm đạt thành tích cao trong lần tham gia đầu tiên này. Kỹ năng hàng hải trên biển, bắn pháo tàu và vũ khí cỡ nhỏ là những nội dung thi đấu Army Game mà kíp tàu 015, 016 phải tập trung nhiều thời gian hơn vì mỗi bài thi đòi hỏi trình độ tổ chức hiệp đồng, năng lực chỉ huy của cán bộ tàu, ngành, trình độ thao tác của các xạ thủ, kíp bắn pháo và trắc thủ radar. Qua các giai đoạn huấn luyện, Thiếu úy Nguyễn Thành Trung, xạ thủ súng 14mm tàu 016 đã làm quen với điều kiện bài bắn mục tiêu, mô phỏng mìn trôi và rút ra nhiều kinh nghiệm trong mỗi lần thực hành bắn. Khác với bài bắn mục tiêu trên biển, ở phần thi chống chìm và sử dụng các thiết bị cứu sinh, các thủy thủ phải có thể lực tốt và phối hợp nhịp nhàng với nhau thì mới đạt thành tích cao. Do vậy, trong quá trình huấn luyện, các huấn luyện viên luôn coi trọng việc nâng cao thể lực cho các tuyển thủ và đi sâu rèn luyện kỹ năng của từng cá nhân trong sử dụng thiết bị, phối hợp nhuần nhuyễn với đồng đội để cải thiện thành tích. Trong huấn luyện phân đoạn, chúng tôi rất quan tâm và duy trì động tác phối hợp nhịp nhàng, kỹ năng mang mặc trang bị, kỹ năng bơi và kỹ năng về đích trong thực hiện các giai đoạn huấn luyện. Đến giờ phút này, chúng tôi đánh giá tất cả các nội dung huấn luyện đều đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Trong thời gian tiếp theo, chúng tôi tiếp tục huấn luyện nâng cao động tác phối hợp nhịp nhàng trong toàn đội để nâng cao nữa thành tích. Ngay sau khi nhận được nhiệm vụ tham gia hội thao quân sự quốc tế Army Game, chúng tôi đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, xác định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm, cơ hội để giao lưu học hỏi các nước tham gia hội thi. Trên cơ sở quy chế của từng môn thi đấu, lữ đoàn đã xây dựng kế hoạch huấn luyện chi tiết, cụ thể đến từng người, từng vị trí, từng bộ phận. Trong thời gian tới, lữ đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác huấn luyện với quyết tâm, tâm thế là sẵn sàng tham gia thi đấu và giành kết quả cao nhất trong cuộc thi. Chương trình huấn luyện của các kíp tàu, các tuyển thủ thực hiện theo 5 giai đoạn: huấn luyện cơ bản, huấn luyện phân đoạn, huấn luyện tổng hợp, huấn luyện nâng cao sát với yêu cầu của hội thao và luyện tập thi đấu tại Nga. Mỗi giai đoạn huấn luyện, lữ đoàn đều hướng đến nâng cao trình độ, năng lực toàn diện cho cán bộ tàu, nâng cao khả năng xử trí các tình huống trong luyện tập và thi đấu, quyết tâm giành thành tích cao trong lần đầu tham gia hội thao tàu hải quân quốc tế. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân. Chương trình này được phát lại trên website của Báo Hải quân điện tử tại địa chỉ www.baohaiquanvietnam.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.